Thấy con ốc bự thấy ghê hồn không? Một con ốc này là mần nhậu cơ bằng cả làng luôn á. Ban đêm nó ra nó đi ăn rồi nè. Ốc này kêu ốc gì không biết mà. Nói hai cái sừng thì ghê không? Nó ăn còng rau má dòm kìa trời má ơi. Dòm con ốc nó ăn còng rau má kìa, thấy thương thiệt chứ. Ôi ôi, vậy là hôm nay ba rau má mà nó tốt tốt vậy là tối bị mấy con ốc này nó ăn sạch sành xanh hết trơn nè. Trời ơi, nó ăn trụi lá hết trơn. Rồi nó gặm cọng rau má. Ơi, nó cắn đứt ngọt cọng rau má luôn kìa. Ồ, khiếp thiệt. Nó dơ hai cái sừng nó ra thấy ghê. Ồ, cái sừng nó dài thấy ghê hồn luôn cả. Ồ, thấy con ốc khủng khiếp chưa.